hai bước để anh chị có thể kiếm thêm nhiều nguồn thu nhập mà không cần nghỉ công việc hiện tại. Rất nhiều anh chị có nhiều cái băn khoăn khi mà chưa khỏe về tài chính, đang làm một cái công việc cố định và đang tạo ra một cái dòng tiền cố định, nhưng mà nó lại không đủ để chi trả cho những cái chi phí sống của mình. Chúng ta đang đi tìm kiếm những cái cơ hội mới để chúng ta kinh doanh, chúng ta tạo thêm dòng tiền. Chúng ta thắc mắc rằng là nếu mình bắt gặp được một cái cơ hội kinh doanh thì mình có nên đốt thuyền hay không? Tại vì mình cũng không có quá nhiều thời gian để đầu tư vào các công việc kinh doanh. Vậy thì theo kinh nghiệm của Nhung cũng như Nhung được học từ người thầy của mình và những anh chị em doanh nhân thành công trong câu lạc bộ, chúng ta khoan hãy nghỉ luôn cái công việc hiện tại của mình mà chạy theo một cái cơ hội kinh doanh nào đó. Tại vì chúng ta sẽ bị rơi vào cái trạng thái lo lắng trong khi chúng ta đang có một cái nguồn tiền ổn định. Đặc biệt là những cái anh chị nào mà chúng ta không biết quản lý tiền và không có nguồn tiền dự trữ nữa, thì chúng ta sẽ cảm thấy là mỗi ngày chúng ta phải lo lắng những cái khoản chi phí tiền điện, tiền nhà, tiền nước, thì chúng ta phải lấy tiền ở đâu ra. Thì mỗi ngày chúng ta sẽ tập trung vào cái sự thiếu thốn nhiều hơn, chúng ta sẽ cảm thấy rất là lo lắng. Và nếu như chúng ta tập trung vào nhiều vấn đề thì Nhung tin chắc là chúng ta không bao giờ thu hút được đến mình những cái đối tác khách hàng tiềm năng và những cái đối tác giàu nữa. Bởi vì theo luật hấp dẫn thì chúng ta như thế nào chúng ta sẽ hấp dẫn đúng cái người y chang như thế đó. Vậy thì bước đầu tiên đó là anh chị hãy dành ra cái thời gian rảnh của mình, có thể là 1 tiếng đến 2 tiếng hoặc nhiều hơn, để mình học một cái kỹ năng sống còn trong cái việc kinh doanh, đó chính là bán hàng. Vì cái kỹ năng này sẽ giúp cho chúng ta tạo ra rất nhiều tiền trong cái việc mà chúng ta học bán hàng. Đó là chúng ta đang học cái cách mà chúng ta giao tiếp với người khác, thể hiện cái giá trị bản thân ra cho thị trường, ra cho người khác, biết cách kết nối những cái mối quan hệ và xây dựng những cái mối quan hệ tin cậy thân tình. Chúng ta biết cách trao dồi những cái giá trị mình cần để đáp ứng những cái nhu cầu thị trường. Thì đó là nguyên một cái bộ quy trình mà anh chị có thể học trong bán hàng. Sau khi mà chúng ta học xong cái quy trình này thì chúng ta có thể mất ít nhất là 2 tháng. Nhưng mà theo Nhung thì 2 tháng là đã đủ rồi anh chị ạ. Sau đó thì chúng ta hãy lựa chọn cho mình một cái cơ hội kinh doanh để mình có thể luyện tập những cái kỹ năng mà mình đã được học. Những kỹ năng bán hàng đó thì trong vòng 6 tháng hãy cho phép mình 6 tháng để thành công trong cái công việc kinh doanh mới. Chúng ta có thể tạo ra những cái dòng tiền, có thể là lúc đó nó chưa lớn, nhưng ít ra nó cũng phải gấp 3, gấp đôi, gấp 5 so với cái mức lương mình đi làm hiện tại. Thì vào thời điểm đó anh chị sẽ rất dễ dàng để mà thu xếp, quản lý dòng tiền để mà chuyển hoàn toàn sang cái công việc kinh doanh và đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ của mình vào đó để phát triển cái công việc kinh doanh của mình. Cho nên nếu như anh chị đi kinh doanh mà anh chị lao đầu vào kinh doanh liền luôn, anh chị đi kinh doanh với tư duy của một người đi làm thuê thì anh chị không thể nào tạo ra được cái dòng tiền. Và chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta làm việc rất là chăm chỉ, chúng ta cứ quần quật làm mãi, chúng ta cứ đăng bài mà vẫn chưa thấy được cái kết quả như mình mong muốn. Bởi vì chúng ta chưa thay đổi được nguyên một cái quy trình bán hàng ở trong tâm thức của mình. Chính vì vậy chúng ta rất dễ không tạo ra kết quả và chúng ta rất dễ bị dùng dằn giữa cái việc có nên chuyển hướng hay không. Và chuyển hướng thì lỡ như không thành công thì sao? Và anh chị nên hiểu rằng là trong kinh doanh thì rất là đơn giản. Khi mà anh chị đã biết được những cái quy trình bán hàng chuẩn chỉnh rồi thì anh chị có thể bán được bất kỳ một cái sản phẩm nào cũng thành công cả. Cho nên là hãy cho phép mình đầu tư thời gian để mình học về bán hàng, học cái kỹ năng quan trọng nhất, đó chính là bán hàng, và lên cho mình một cái lộ trình 6 tháng để chúng ta có thể tạo ra kết quả kinh doanh trong cái công việc mới, và để giúp chúng ta có thể cảm thấy tự tin và giúp chúng ta chuyển hướng khi chúng ta cảm thấy là mình đã tự tin hơn một chút rồi về cái khả năng của mình. Thì anh chị sẽ không bao giờ bị lo lắng là mình có thành công không, mình có khả năng tạo ra nhiều dòng tiền không. Và nếu như mình nghỉ công việc hiện tại, và đó là cái cách mà Nhung và những anh chị em khác đều cũng đang làm, và nếu như anh chị em mình chưa có một cái môi trường rèn luyện cho mình những cái kỹ năng về bán hàng, cũng như có một cái bộ quy trình rất chuẩn chỉnh để chúng ta có thể tự tin giao tiếp, có khả năng kết nối được những cái mối quan hệ rất rộng lớn trên tất cả các trang mạng xã hội, thì hãy tham gia rèn luyện cùng Nhung nha.